Đây là Bose Soundbar Smart 900 và đây là mẫu soundbar cao cấp nhất của nhà Bose. Và mình là Lưu Hải và ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem cái mẫu loa này của nhà Bose và với cái mức giá chính hãng tại Việt Nam mà Bose phân phối là rơi vào khoảng 26 triệu 990 ngàn, nói chung 27 triệu thì nó có xứng đáng nằm trong cái phòng khách của nhà bạn hay không thì hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Rồi, cái mẫu loa Bose này, đây là Bose Smart 900 và mình sẽ tạm gọi trong video là Bose 900. Dòng này là dòng cao cấp nhất trên cái dòng soundbar của Bose. Nó thay thế, thực ra không phải thay thế mà nó là bản update hơn, lớn hơn của cái Bose 650 và Bose 700. Và cái dàn Bose này nó sẽ kết hợp hoàn hảo với những cái setup khác. Ví dụ như là dòng soundbar của Bose 700 thì các bạn có thể kết hợp với hai loa vệ tinh và một cục bass tạo ra một cái dàn 5.1.2. Và với cái nhu cầu sử dụng thêm của mọi người về cái mẫu soundbar Smart 900 này, mọi người có nhu cầu cần các loa vệ tinh khác hoặc là một cục bass để cho âm thanh nó sống động hơn chẳng hạn, thì mọi người có thể mua các module như là module của Bose 700, Bose 500. Nó là các module của các đời khác thôi, nhưng mà các bạn có thể đồng bộ với cái con loa Bose Smart 900 này thông qua wifi cũng được, hoặc là cũng có thể cắm qua cái cổng trên thân của Bose Smart 900. Và đi vào chi tiết về cái sản phẩm Bose 900 thì đây là một cái mẫu loa Bose mà mình thấy nó có một kích thước khá là nhỏ gọn với một cái chất âm và một cái kiểu tiếng và cái công suất của nó khá là lớn. Với cái kích thước như này của Bose, cái chiều dài và cái chiều rộng lên của nó thì nó sẽ khá là phù hợp đối với mình. Cá nhân mình sẽ thấy nó khá phù hợp với những cái TV mà có kích thước khoảng 49 inch, 50 inch trở lên thì các bạn thì cũng có thể đặt thoải mái. Và kích thước khoảng 75 inch là hợp lý nhất. Còn đâu nếu mà to hơn thì các bạn nên chọn một cái mẫu soundbar nó to hơn một xíu, bởi vì như thế thì nó sẽ bị ngắn. Con này nó sẽ phù hợp với từ 50 inch cho đến khoảng 75 inch là đẹp nhất. Trước đây mình có cơ hội trải nghiệm khá nhiều loại soundbar đến từ LG, Samsung hoặc là Sony chẳng hạn, có mức giá dao động từ khoảng 5, 7 hoặc đến 10 triệu. Nhưng mà với cái mức giá của Bose thì cái mức giá nó đặt ra cho con Bose 900 này là một cái mức giá đã hướng tới thị trường cao cấp. Và khi mà các bạn vào trong cái showroom của Bose ấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái mẫu này nó được setup cực kỳ đẹp. Và khi các bạn nhìn vào cái hình ảnh như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái số tiền của các bạn bỏ ra rất là đáng. Và với con loa Bose 900 này thì khi các bạn mua về nó sẽ có một cái cục như này thôi. Và sau đấy thì các bạn có thể mua thêm những cái cục bass hay là cái cục vệ tinh. Khi mà các bạn đã mua cái cục này khoảng 27 triệu rồi, có thể là nó hơi cao quá chẳng hạn. Và sau đấy thì các bạn sẽ mua dần. Mua dần lúc các bạn xem phim, các bạn muốn tiếng bass nó rầm rầm thì mua thêm một cục bass. Và các bạn muốn cái hệ thống surround chẳng hạn thì các bạn mua thêm hai cái loa vệ tinh. Thế là đủ một bộ setup. Và cái ngoại hình của nó thì như mình đã nói, nó không có quá nhiều điểm đặc biệt. Các bạn có thể nhìn thấy không? Có một cái logo Bose ở đây và cái màng e-căng làm từ kim loại. Đây là màng e-căng kim loại. Tất cả những cái sản phẩm trước mà mình được động vào từ LG, Sony các thứ thì nó thường làm bằng vải. Và có chăng những cái sản phẩm được làm từ kim loại thì nó không đẹp được, hoàn thiện tốt được như Bose đâu. Và cái sản phẩm này khi mà các bạn chạm vào, các bạn nhìn vào thực tế thì các bạn sẽ thấy là cái độ hoàn thiện và cái chất liệu cao cấp này thì nó sẽ xứng đáng với cái mức giá khoảng hơn 20 triệu đồng của nó. Đó về thiết kế, còn về cái cấu trúc bên trong thì nó sẽ có cái dàn loa hướng ra trước mặt và hai cái loa bass phát ra hai bên. Hai cái loa phản trần thì nó sẽ nằm ở hai cái góc của cái con loa Bose này, nó sẽ phản lên trần và nó tạo thành một cái surround xung quanh các bạn. Thì đối với mình, cái trải nghiệm của con loa Bose này khá là tốt. Mình đã sử dụng để xem phim này, chơi game. Thực ra cũng chả hẳn chơi game đâu, mình bật một số cái tựa game mà họ chơi trên YouTube ấy thì mình thấy cái âm thanh khá là tốt. Và đó là một điểm trải nghiệm khá là đặc biệt của mình khi mà sử dụng một mẫu loa soundbar, bởi vì trước đây mình luôn có định kiến là loa soundbar nghe nhạc không được tốt, hay là loa soundbar thì nó phải theo một cái setup và cái phòng ốc các thứ. Và tiện nói đến về setup và phòng ốc thì đây, khi các bạn mở hộp con loa soundbar Bose 900 ra, các bạn sẽ có một cái thiết bị như này. Cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy giống cái bờm tóc của chị em con gái. Thì đây nó là một cái thiết bị mà dùng để cân đo cái phòng cho nó phù hợp với cái mẫu loa này. Các bạn có thể cắm thêm một số cái loa vệ tinh khác thì các bạn có thể sử dụng cái này để đo kiểm lại cái phòng. Và chi tiết hướng dẫn cái này thì các bạn có thể tải cái app Bose Music về. Thì khi các bạn mở cái app lên, nó sẽ hướng dẫn các bạn rất là chi tiết. Các bạn cắm cái này vào trong cái cổng đo kiểm của con Bose này và các bạn đeo nó lên đầu. Và sau khi đó thì các bạn sẽ đứng tại những vị trí khác nhau ở phòng. Và thường nó sẽ xếp theo một cái khối hình thang.
Nghĩa là các bạn để tivi ở đây đúng không? Và cái ghế sofa của bạn đằng trước cái tivi. Thì các bạn sẽ lựa chọn ba cái góc. Thứ nhất là cái góc ở giữa, trực diện với tivi. Và thứ hai là hai cái góc hai bên. Và đây là cái điểm đặc biệt và cái phần nhấn mạnh về cái tính năng của mẫu loa này. Bởi vì thường những cái mẫu loa và những mẫu amply cực kỳ cao cấp hoặc cực kỳ đắt tiền thì nó mới có những cái sản phẩm như này. Nghĩa là khi các bạn mua những cái mẫu loa hoặc amply ấy, người ta sẽ gửi cho bạn một cái mic và các bạn sẽ đặt cái mic đấy để cái loa và amply nó sẽ phát ra những cái tần số khác nhau để nó cân đo cái phòng của bạn. Và sau đó nó sẽ EQ lại một chút để tinh chỉnh lại sao cho nó tối ưu nhất với cái phòng của bạn. Thì đấy là một cái vấn đề mà mình thấy nó cực kỳ là tiện dụng với những cái setup ở trong phòng khách hoặc là người dùng cơ bản. Bởi vì chúng ta mỗi người mua một cái mẫu loa về có thể là đắt tiền hoặc có thể là cao tiền hoặc là có thể rẻ thôi chẳng hạn. Thì cái vấn đề setup phòng ốc là một cái vấn đề khá là đau đầu và đôi khi nhiều lúc là chúng ta không có nhiều thời gian để thi công những cái kiểu tiêu âm góc vách các thứ. Thì các bạn có thể sử dụng những cái thiết bị như này và những nhà sản xuất âm thanh đã tạo ra những thiết bị đo kiểm phòng và thích nghi phòng và EQ lại một chút, thì mình nghĩ đây là một cái mình thấy là một cái kiểu nó mang tính tâm tâm lý một chút nhưng mà đôi khi nó cũng đem lại một cái phần hiệu quả khá là tốt. Còn nói về cổng kết nối của mẫu Bose 900 thì cái sản phẩm này có khá nhiều cổng. Thứ nhất là nó hỗ trợ cổng mạng RJ 45, thì đây là một cái cổng mà mình thấy cực kỳ là hiếm gặp ở những cái sản phẩm loa sau 3, bởi vì nó thường kết nối cổng quang hay là cổng HDMI. Con này cũng có hai cái cổng đấy luôn, trực tiếp với TV và nó stream nhạc qua Bluetooth chẳng hạn. Nhưng mà con này thì có cổng quang, các bạn có thể cắm trực tiếp cái dây mạng vào và stream trực tiếp từ cái điện thoại của mọi người và chất lượng nhạc nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ngoài cổng kết nối thì con Bose Smart 900 nó còn hỗ trợ AirPlay 2 và streaming qua cổng RJ 45. Thì tất cả các cổng này mọi người có thể sử dụng để streaming nhạc hoặc là để sử dụng để đồng bộ các loa với nhau. Ví dụ như là mọi người có thể sử dụng loa ở trên phòng khách, phòng ngủ, ở trên cái app của Bose Music ấy, thì mọi người có thể setup những cái mẫu loa Bose này đặt tên là phòng khách, phòng ngủ hoặc là gì đó, thì mọi người có thể stream qua lại giữa các phòng với nhau mà không cần sử dụng đến điện thoại Bluetooth gì cả, mà mọi người có thể stream trực tiếp qua mạng. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối ra loa bass hoặc loa vệ tinh và một cái cổng để cắm vào cái mic này nữa. Nói chung là khá đầy đủ. Đối với mình thì trong cái thời điểm hiện tại thì những cái cổng kết nối như này nó đơn giản đi một chút là nó hợp lý. Bởi vì thứ nhất chúng ta có những nền tảng stream, chúng ta chỉ cần một cổng mạng thế là đủ. Thứ hai chúng ta có cổng HDMI và cổng quang, nó đã quá hợp lý với một cái tivi rồi. Còn đây là cái điều khiển của Bose, mình cực kỳ ấn tượng với cái điều khiển này. Có thể nó sẽ giống với một số cái điều khiển khác nhưng mà khi các bạn cầm vào thì các bạn sẽ hiểu là tại sao con Bose này nó lên mức giá gần 30 triệu đồng, vì cái điều khiển nó hoàn thiện cực kỳ tốt. Bởi vì một cái điều khiển nó đã hoàn thiện tốt như này thì cái sản phẩm nó cũng sẽ hoàn thiện cực kỳ là tốt như vậy và nó khá là trực quan. Đối với cá nhân mình sử dụng là hơi đơn giản nhưng mà đối với những người già chẳng hạn như ông bà mình thôi, cầm lên và sử dụng thì nó khá là đơn giản. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một phím bật tắt và chúng ta có những cái phím chuyển. Thường những cái mẫu loa như này khi các bạn chuyển nó sẽ hiện một cái màn hình mini LED ở đây. Nhưng mà mình không thích điều đó. Cái này thì nó chuyển giữa các mode là TV, Bluetooth và mode nghe nhạc luôn. Các bạn có thể bấm trực tiếp và đó là một cái điểm cộng cực kỳ lớn ở một mẫu loa Bose như này. Còn về những cái phần tính năng thì mình không muốn nói quá nhiều bởi vì một mẫu loa sau 3 thì nó phục vụ cho một mục đích duy nhất, đó là chúng ta có thể chơi game và thưởng thức những nội dung số ở trên TV. Thì mẫu loa này nó sẽ thêm một cái chức năng đó là Google Assistant và stream nhạc từ Spotify. Các bạn có thể dùng cái app Apple Music và add cái sản phẩm này vào. Các bạn có thể stream trực tiếp từ cái cổng mạng hoặc là stream trực tiếp từ cái điện thoại của mọi người bật Bluetooth cũng được. Nói chung là khá là đơn giản. Và cái chất âm của con này sẽ như thế nào? Mình sẽ không nói về cái vấn đề là nghe nhạc, mình muốn nói đến vấn đề là mình trải nghiệm với cái sản phẩm này trên TV như thế nào. Thì với cái chức năng EQ và thích ứng cái phòng của con Bose 900 thì cái chất âm nó mang lại khá là tốt. Mình có nghe một số bài nhạc trên YouTube thôi, mình không không cần yêu cầu quá cao về cái chất lượng nhạc và cái nguồn nhạc. Thì mình có nghe Hà Anh Tuấn này, nghe Mỹ Tâm hoặc là nghe một số bài nhạc pop, rock các thứ, thì mình thấy nó phù hợp nhất với những bài nhạc mà nó thiên hướng vocal và nhẹ nhàng, nhạc pop chẳng hạn. Nhưng mà con này nó sẽ không phù hợp lắm nếu mà các bạn đánh đơn một cái thanh sao 3 này.
thì cái giải bass của nó sẽ không được kiểu dồn dập. Và khi các bạn xem phim có những cảnh hành động nó có nhiều bass, tiếng chân rộng chẳng hạn, hoặc là tiếng đánh nhau nổ, thì nó sẽ không được hoành tráng cho nó. Mặc dù tiếng rất là to nhưng mà tiếng bass thì nó chưa đủ. Cho nên nếu mà các bạn có một cái nhu cầu cao hơn về xem phim và trải nghiệm phim kiểu mấy cảnh đánh nhau mà nó phải rung được người ấy, rung được lồng ngực ấy, các bạn nên đầu tư thêm một cái cục sub bass cắm trực tiếp vào con này. Và sau đó thì các bạn có thể đầu tư thêm về cái dàn của các bạn là thoải mái. Còn đâu về cái trải nghiệm xem phim của mình thì những cái bộ phim nhẹ nhàng hoặc các thứ thì nó cũng là một cái bản update hơn của một cái mẫu loa TV. Đơn giản là như vậy thôi. Vậy thì cái mẫu loa này nó sẽ hướng tới cái vấn đề như nào? Mình nghĩ cái mẫu loa Bose 900 này nó nằm ở phân khúc cao cấp rồi nhé. Nó sẽ phù hợp nhất với những cái đối tượng ở trung niên. Thứ nhất là điều khiển setup cực kỳ dễ dàng. Thứ hai là các bạn có thể sử dụng cái mẫu loa này, nó không quá hardcore, nó không quá nhiều chức năng. Các bạn có thể sử dụng tùy thích, và cái app Bose thì nó cũng khá là trực quan. Cái vấn đề điều khiển setup và cái vấn đề trải nghiệm người dùng là cái vấn đề cực kỳ lớn với những mẫu loa mà hướng tới những đối tượng là trung niên trở lên. Và cuối cùng là với cái mức giá khoảng gần 30 triệu đồng thì nó liên quan mức tuổi. Trẻ thì khó mua mẫu loa này để mà về trải nghiệm với một mẫu TV được, đúng không? Và đó là những cái nhìn tổng quan của mình đầu tiên về cái mẫu loa Bose 900 một vài ngày sử dụng và những cái setup và những cái tìm hiểu của mình được về con Bose 900 này. Và hiện tại cái mẫu loa này thì đang được phân phối chính hãng tại trang web của Bose. Các bạn có quan tâm có thể lên trang web chính chủ của Bose để tham khảo. Và sản phẩm này thì một lần cuối mình vẫn khuyên nếu mà có điều kiện thì mua con này. Xong rồi dần dần update lên thêm một cục bass và một cục vệ tinh thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Riêng một con này thì cũng đã rất hay rồi, nhưng mà theo cả một dàn setup của Bose thì cũng khá ấn tượng đấy.